giọng của Spot. Vô 31 binh. Kìa còn hầm máu. Xuống đai nó bồi. Xuống kim gần nó xong đai luôn nè. Xuống đai đai nó gần nó boss. Ok ok. Xuống đây chơi nó. Ba win nha. Sức nó hết lát rồi. Đấy 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 đấy. Trời ơi thiệt. Trời ơi, đẩy xong vô đây xong rồi làm gì trời. Trời ơi, thiệt tình luôn á, thiệt. Cái pha đó. Thôi, ok. À, phải là dở, phải tẩy luôn anh em ơi. Tiếc cái tẩy. Phải này phải tẩy dư máu. Trời ơi trời. Bắn con sen cái. Lo không gặp em đâu. Không khỏe lắm. Game này không khỏe lắm nè. Các em chơi game tiếng game không ha? Đầu game không bóp thì boss nó đái mà nó điên. Làm gì nữa mới win. Ghê quá dọ. Này nó ngông. Cà phê này nó ngông. Anh em đỡ hết mấy thằng này. Mấy thằng này nó dám chọc vô cái dòng máu của tơ. Để bật cái mod lên để bắn nó. Nó thích mấy thằng này lắm. Chuẩn bị cho nó chết nữa. Nó ngông quá, này nó ngông quá. Tụi trẻ. Xô lắc. Nó nhảy gì vậy? Ủa sao nó bút gờ cho nó? Này nó chơi chảy sẽ đời anh em ơi, không sao, chó chảy sẽ đời. Để gặp mấy này đỡ thích, nó kích thích đỡ, làm cho đỡ kiểu nổi máu vậy. Chứ bình thường đỡ quýnh đỡ chiều chiều, chứ đỡ đâu có hại những từ này đâu. Mà hãy chọc đỡ. Ây da. Chơi nó, chơi nó, chơi nó. Hộp dịch lộn gâu găm, chơi nó, chơi nó, chơi nó.
Hay vợ. Thôi khuya rồi không có cọc. Chơi game khuya còn cọc nữa. Máu gặp xe đơ không có chat vậy nha. Kiểu quýnh bình thường xe đơ còn kiểu quýnh 5-10% gì đó. Gặp xe đơ chat mấy cái này mệt. Xe đơ nóng là mệt. Xin lỗi xin lỗi, pha nào xin lỗi. Pha này hay y, trời ơi, mất 2 bèo còn chết nữa thiệt. Pha nó ẩu điên, mất 2 xe bèo còn chết. Ờ, à, chờ được nha, vụ nó, đá nó giờ. Wow. Đội súng nè em trai. Ây da. Cái gì cứ Baron luôn vậy? Ô là trời. Ô tưởng ăn được Baron rồi. Bụp. Wow. Không, mà này trong tôi nghĩ là tôi đúp lên cái thằng Lulu nó gờ cho tôi, cái kia bị hất tôm tôi giết nó. Mà Lulu nó không sai gờ. Chắc tôi bay sao quá Lulu nó gờ không tới. Rồi, còn lại để đơ. Lên làm cái qua kêu anh em ơi. Bù đắp cho hôm nay không đánh cho anh em rồi, hôm nay bù cái qua kêu nè. Cái đậu xanh qua kêu đó, cái gì dướng lên. Bước là một bước nó qua kêu rồi. Qua kêu thiệt đó, tại ba này tôi muốn giữ mạng thôi chứ chạy hẳn vô trụ tôi giết nó qua kêu rồi đó. Giữ lời hứa nha. Phải nó chạy vô trụ tôi giết nó qua kêu rồi. Nghĩ nó chết cho nên tôi muốn giữ mạng tôi lùi lại. À phe ơi. Cứ làm cho tôi đơ giận thôi, cứ làm cho đơ giận rồi hả? Mệt người thôi. Anh em nhấn like subscribe cho đơ nha anh em ơi, sắp 90k subscribe anh em ơi. Anh em nhấn subscribe kênh cho đơ nhé, ủng hộ đơ nha.